Giữa cái nóng như thiêu như đốt những ngày cuối tháng 7, anh Nguyễn Phùng Cần ở thôn Nam Sơn 1, xã An Thọ, huyện An Lão, lóc cóc đi xin từng bình nước sạch về dùng. Từ hai năm nay, nhà anh Cần không có nước máy. Nước tắm giặt được lấy lên từ giếng khoan, còn nước ăn thì hàng ngày bà bố con chia nhau đi xin hàng xóm hoặc đạp xe về nhà mẹ để anh cần cách đó hơn 1 km để lấy về. Không cho tôi dùng nước đã gần 3 năm nay rồi, tôi không có nước để sinh hoạt các cơ quan chức năng của thành phố vào cuộc để về hỗ trợ cho người dân để được tiếp cận với nước của thành phố để cho người dân được ổn định cuộc sống. Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, gia đình anh Đào Văn Nghị ở thôn Cao Minh, xã An Thọ thuộc diện hộ nghèo nhất xã nhưng phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để làm lại đường ống nối từ giếng khơi và đấu nối ống nước từ mái nhà xuống bể chứa xây bằng gạch cách đây hơn 20 năm. Tất cả những việc này để gia đình anh Nghị chống chọi lại cuộc sống không có nước sạch gia đình tôi là ký hợp đồng nước vào tháng 8 năm 2014 à, chưa được 2 năm thì công ty đại diện của công ty BB là xuống tự ý thay đồng hồ lấy lý do là mang đi kiểm định và báo cho gia đình là 3 năm sau mới mắc lại nước cho gia đình tôi Nên hiện tại gia đình tôi giờ đang sử dụng lại cái giếng nước nguồn nước uh, giếng nước khoan qua tìm hiểu được biết trên địa bàn xã An Thọ có hơn 1.300 hộ gia đình ký hợp đồng sử dụng nước sạch với công ty BLB. Đến nay, có hàng chục hộ gia đình bị cắt nước thời gian dài. Có hộ bị cắt nước vài tháng, có hộ bị cắt tới 2 năm. Theo phản ánh của các hộ dân, lý do cắt nước mà lãnh đạo công ty BLB đưa ra là do các hộ dân bị hỏng kẹp trì, có dấu hiệu thất thoát nước nên công ty niêm phong đồng hồ dừng cấp nước. Ở địa phương thì chính thức ấy, thì nhận được hai cái đơn của công dân giải quyết đề nghị giải quyết về vấn đề xung quanh vấn đề nước thế còn các hộ dân mà trực tiếp hoặc bà con trực tiếp nên phản ánh với lại ủy ban xã hoặc là phản ánh qua phòng tiếp dân thì chúng tôi cũng chưa nhận được thế còn thực tế thì thì trong quá trình thì cũng có thể là là, là đơn vị cấp nước chưa được đảm bảo chưa được tốt nhưng mà quá trình thì về cái đơn đơn thư giải quyết thì đến đâu thì ủy ban xã đã giải quyết và trong thời gian vừa qua thì ủy ban xã nhận được hai đơn đã giải quyết rất là chu đáo qua tìm hiểu được biết, nguyện vọng của người dân xã An Thọ muốn được mua nước trực tiếp từ chi nhánh cấp nước Hải Phòng 4 thuộc công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, mỗi xã chỉ có một đơn vị cấp nước tới người dân. Trong khi đó, từ năm 2013, Ủy ban nhân dân xã An Thọ ký thỏa thuận đồng ý chủ trương cấp nước sạch cho người dân xã An Thọ với công ty BLB. Đến nay, thỏa thuận này đã được gia hạn, đồng nghĩa với việc người dân không thể mua nước trực tiếp từ chi nhánh cấp nước Hải Phòng 4 thuộc công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng. Theo thông tư 101 của chính phủ đấy thì trên địa bàn thì chỉ có một đơn vị được một đơn vị cấp nước. Đối với địa phương An Thọ thì từ năm 2013 đã ký thỏa thuận với công ty cấp nước B, là B đến năm 2018. Thế và đến năm 2018 thì B, bên thì xã lại tiếp tục ký thỏa thuận. Cái quy việc phục vụ đấy nếu mà ý kiến của nhân dân có nhiều ý kiến và cảm thấy hợp lý thì theo quy định thì địa phương nếu mà có đơn vị nào sát về tiếp nhận thì địa phương rất rằng tiếp nhận chứ địa phương không có gì ngăn cản mình phải cơ trên cơ sở pháp luật. Xã An Thọ nằm trong vùng cung cấp nước của chi si nhánh cấp nước Hải Phòng 4 thuộc công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng. Tuy nhiên, người dân lại phải ký hợp đồng sử dụng nước sạch qua đơn vị thứ ba là công ty BLB. Việc nhiều hộ không thể tiếp cận với nguồn nước sạch khiến cuộc sống của các hộ dân bị cắt nước trở nên khó khăn, nhiều gia đình không có nước sạch dùng dẫn tới trẻ em bị các bệnh da liễu, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Do đó, với vai trò làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương, trước mắt, Ủy ban nhân dân xã An Thọ cần chỉ đạo công ty BLB khẩn trương có phương án cấp nước trở lại cho các hộ dân.